Dạ rồi, em Thiện Đỉnh xin được kính chào quý bà con đã quay trở lại với kênh Thái Thiện Đỉnh Thúc Núc Cần Thơ. Thì hôm nay thì ngày 3 tháng 9 năm 2023. Thì hiện giờ là em đang chuẩn bị gói 8 cái đơn hàng đi giao cho khách mọi miền Tổ quốc. Thì nãy giờ cũng mới vừa tiếp khách lại nhà xong và cũng có gửi những cái đơn hàng xe đi rồi. Thì hôm nay thì có rất nhiều bà con có hỏi em là hồi sáng giờ điện rất là nhiều khách là bây giờ thầy ơi hổm dài mưa quá cái cây của tôi đi đọt rồi. Bây giờ tôi phải xử lý như thế nào? Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho bà con về cái việc mà khi mà mình đang làm trái mà khi mà gặp trời mưa thì mình sẽ xử lý như thế nào và nguyên nhân tại sao nó lại đi đọt và bà con những cái hướng khắc phục như thế nào. Để em quay cho bà con mình nha. Rồi nay trở lại cái video em cũng quay cho bà con hôm nay đi một số cái đơn hàng vừa túi bao 2068 này ha, diệt nhện ha, diệt nhện nè, thằng tóc đấy, rồi sâu độc, đây là những cái người khách quen thôi bà con. Đó. Khách này là chị, này là chị em hỗ trợ lấy trái xong rồi chị mua túi bao em luôn, túi bao 068 anh em nè bà con. Đó. 068 ha. Đó. Rồi đây là chai gịp sáp ha, hay chai nhện ha. Rồi đây là nhện, diệt nhện thằng tóc ha. Rồi, kháng sâu độc. Đó, cái thằng diệt sâu độc ha, canxi vo sữa nè bà con. Đấy. Kali bo kẽm, đây Ataga. Rồi đây là cái hàng cái này là chung vi lượng 10 ký em nói với hoài bà con nè. Thì nó xài trong giai đoạn nào? Thì xài trong giai đoạn là chuẩn bị khi mà nó nở nó bong búp búp á, nở là bà con mình bổ sung cho nó ha. Rất là hay. Thì cái hàm lượng bo nó rất là cao. 7000 đó, 7000 đồng độ, 7000 nè. Kali hữu hiệu 6%. Rồi canxi là 14%. Kẽm là 2000. Phân này rất là hay nha bà con. Đang xử lý trong cái giai đoạn chuẩn bị nở bông. Rất là hay. Rồi thằng Demit bà con, Demit đó. Cái đơn hàng này em đi Khánh Hòa anh bà con. Xử lý được khoảng 300 gốc, cây tầm 7 năm. Cây 6 7 năm rồi. Đó, canxi bò sữa ha. Sâu độc. Kali bò kẽm. Đây Ataga, Ataga anh mua sẵn. Rồi diệt nhện thằng tóc ha. Thì cây này cái giường này anh xử lý đang chuẩn bị cắt cành anh lấy về trước thôi. Rồi đơn hàng này cũng vậy bà con. Thì cũng đây là về Tân Huề, đang về Tân Huề ha. Đang xử lý cứu một số cái vườn ở trên đó. Người ta còn bông thì em cho người ta gãi cái thằng chung vi lượng này nè, kèm kali với kèm canxi bo, kali canxi bo á. Nó với ba số. Xong rồi xịt cái này cho anh, canxi bo sữa với kali bo kẽm. Thì đây là cái giải pháp tại vì nhiều người có mỗi vườn nó có những cái hoàn cảnh riêng nên là không thể đi nguyên cái liệu trình bên em được, nhưng mà em sẽ có cái cách để mình làm cho nó cố gắng hết mình. Cái thùng nữa nè ha. Đó. Rồi bên đây cũng kali canxi bo limit ha, số cái vườn như vậy. Rồi quay lại cái tình trạng mà khi mà mình đang làm trái đang cắt cành thì nó bị mưa. Thì cái thứ nhất là cái mùa mưa nó sẽ ảnh hưởng gì trong cái giai đoạn này khi mà mình làm trái. Cái thứ nhất á là khi mà bà con mình làm trái á mà gặp trời mưa thì mình cắt cành á, thì nó nếu mà cái dinh dưỡng mình đi nó không có cân đối đó thì cái lượng nước mưa ở trong lượng đạm ở trong mưa đó, nó rất là lớn và nó vô lượng đạm và cái lượng nước. Thì khi mà dinh cái cây của bà con mà nó không trời nó khô hạn á thì cái việc thay đổi trên cái cây bà con rất là dễ khó thấy, mình không thấy được. Nhưng mà khi trời mưa thì lại khác. Nếu mà bà con mình đi dinh dưỡng nó phù hợp, nó cân đối thì cái cây của bà con nó sẽ đi chậm. Vì sao mà tại sao mà những cái vườn em đang hỗ trợ kỹ thuật đó là trời mưa thì trời mưa nhưng vẫn không đi đọt được? Tại do là em đã xử lý gốc ngay từ đầu. Nên là cái việc cái dinh dưỡng nó rất là cân bằng nên không có cái việc đi đọt được. Còn cái vườn nào bà con mình xử lý nó chưa phù hợp đó thì nó sẽ gặp cái tình trạng là bà con trời mưa nó sẽ đi đọt ha, và nó nuôi đọt nhiều hơn nuôi bông, và có thể là bông nó bị rụng, rồi thêm là vàng lá thối rễ do cái bộ rễ cây na nó rất là yếu. Bởi vì sao mà em nói là cái cây trong cái cây na, bà con có biết là cái cây na vì sao mà nó làm trái khó hơn so với cái cây cây nata mình? Cây na thái thì nó làm khó hơn cây nata, cái khó hơn cái cây na Đài Loan, cây na sầu riêng với cây na dứa. Trong tất cả các loại na là thằng na thái là khó làm trái nhất.
Thì bà con biết lý do làm sao không? Cái lý do quan trọng nhất của nó đó là lý do cái bộ rễ của cái cây nata nó rất là dễ. Bà con chỉ cần cho đầy đủ dinh dưỡng, bà con cứ chặn nó lại thì nó, bà con lập một cánh thì nó đậu thôi. Em đang cứu rất nhiều vườn nata đó. Em làm cả vườn nata, na thái rồi na sầu riêng luôn em đang làm. Rồi nó dễ lắm, còn cái na thái nó hơi khó do cái bộ rễ của nó đó. Trong việc mà mình làm trái, cái bộ rễ mà nó hấp thụ dinh dưỡng tốt, cây rễ nó khỏe thì nó dễ đậu trái. Tại vì trong những cái giai đoạn á, trong những cái giai đoạn mà ví dụ như chuẩn bị bông bung phấn, cây nó cần những cái lượng dinh dưỡng đó để nó đủ chất để nó bung phấn. Nhưng mà cái bộ rễ cái cây của bà con nó không đủ cái lực để nó bung phấn, để nó hấp thụ dinh dưỡng tốt thì kết hợp luôn là nó thiếu chất. Thì nó cái cây của bà con mình sẽ hấp thụ chất nó không đầy đủ, nó không thể bung bung cánh được. Nguyên nhân nó không bung cánh là vậy. Nguyên nhân thứ hai nữa là do cái độ ẩm, bà con nhiều khi mưa mà khi nắng quá bà con không có xử lý được cái độ ẩm của nó thì nó cũng không bung phấn nổi. Thì tóm lại cây na, 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 na thái và cây na sầu riêng, cây na dứa thì cái nata, cái điểm khác nhau của nó nằm ở cái bộ rễ thôi đó bà con nha. Thì bộ rễ cây na thái tại sao nó yếu thì em cũng giải thích rất là nhiều những video trước rồi bà con. Rồi hôm nay chia sẻ đôi điều với bà con như vậy ha. Khi bà con mình làm, khi mà làm trái trong cái mùa này thì cố gắng mình đưa cho dinh dưỡng vào cân bằng dinh dưỡng, đi từ gốc đi lên, và sau đó là bà con sẽ cho ăn dinh dưỡng cao rồi xong rồi bà con dần lại cái mức độ dần cao lại thì cái tỷ lệ đậu rất là cao. À, rồi kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe ha. Số điện thoại em là 0961 084 636 thì là số Zalo của em luôn nha bà con. À, xin thân ái kính chào bà con mình.